Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Hai đối tượng được xác Nguyễn Trưng Đại 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, trú tại tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan công an bước đầu xác định, có hai xe ô tô nghi ngờ liên quan việc xả chất thải được xác định như sau. Một xe ô tô tải mang đại dương kiểm soát 9987 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải du lịch Minh Phương, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, trong lĩnh vực hải doanh của công ty, được thu gom chất thải không nguy hại. Chiếc còn lại là xe ô tô 4 chỗ ngồi mang đại dương kiểm soát 89A137, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, địa chỉ tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đại và Thám khai ngày 6 tháng 10 được Lý Đình Vũ 1982, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh, thuê tài xế tải đại dương kiểm soát 9987. Đi từ Bắc Ninh đến công ty gạch, vốn xứ Thanh Hà tại thị làng Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10 mét khối, sau đó đi về làng Chí Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên, gửi xe. Đến ngày 8 tháng 10, cả ba đối tượng trên sử dụng hai xe ô tô nêu trên chở chất thải lên địa bàn làng Quyết Tiến, làng Phúc Tiến, Kỳ Sơn, Hòa Bình, tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn. Chiếc xe nghi ngờ trong vụ đổ trộm dầu thải. Ảnh do ca Hòa Bình cung cấp. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trưng Đại và Hoàng Văn Thám để điều tra, tạm giữ xe ô tô 4 chỗ ngồi đại dương kiểm soát 89A137. Cùng với việc xác minh làm rõ ràng các đối tượng có hành vi xả chất thải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định bổn phận của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho thành phố Hà Nội. Cũng với đó, tập trung xác minh truy nắm đối tượng Lý Đình Vũ và các đối tượng liên quan, thu giữ xe ô tô tải đại dương kiểm soát 9987, tổ chức truy xét nguồn chất thải. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh tích lũy, củng cố các tài liệu, chứng cứ có liên quan vụ án để xử lý các đối tượng theo pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị người dân khi phát hiện Lý Đình Vũ, có điều kiện có thể nắm giữ hoặc báo ngay cho chính quyền và cơ quan công an nơi gần nhất để nắm giữ. Trước đó, căn cứ tài liệu chứng cứ và kết quả điều tra, ngày 16 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường pháp luật tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành các hoạt động điều tra theo pháp luật của pháp luật. Đêm 8 tháng 10, đầu nguồn khe núi tại làng Phú Minh, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, bị đổ trộn dầu thải. Dầu chảy ra suối Tâm rồi lan vào đại dương Đầm Bài, nơi chứa nước để cấp cho nhà máy nước sạch sông Đà. Ngày 10 tháng 10, người dân khu vực Tây Nam Hà Nội phát hiện nước có mùi khét. Các cơ quan chức năng của Hòa Bình, Hà Nội, Bộ tin nhắn vào cuộc và công bố nước sinh hoạt ở khu vực này bị nhiễm chất Tyren với tỷ lệ cao hơn 1,3-3,6 lần so với mức cho phép. Một tuần qua, cuộc sống hàng nghìn dân đảo lộn. Họ lo ngại nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe nên đi xách nước từ xe teo, mua nước đóng chai về nấu ăn, sinh hoạt. Theo công bố của nhà máy nước sạch sông Đà, hiện nước sạch từ đơn vị này đã được cung cấp lại nhưng khuyến cáo chỉ dùng để tắm giặt, không nên ăn uống.